Xin chào tất cả các bạn. Thì trong video này đó các bạn, mình chia sẻ với các bạn hai cái cách á để mình căng những cái dây kẽm và những cái dây dù này các bạn. Thì sau một thời gian mình căng lên á, mình sử dụng đó các bạn, thì những cái dây này á nó có khuynh hướng á, nó sẽ chùng xuống. Thì mình sẽ có hai cách mình chia sẻ với các bạn ha. Khi mà dây kẽm nó bị trùng như vậy đó các bạn, thì mình kiếm một cái cây sắt nè, nó nhỏ nhỏ như vậy nè, bắt đầu mình eo vô đây mình xoắn nó ha. Và cái kết quả nó ra như vậy các bạn, rất là thẳng luôn, rất là đẹp luôn các bạn ha. Mà cái dây dù nó bị trùng đó các bạn, thì mình cũng dùng một cái khúc sắt hay cái khúc gỗ cũng nhỏ nhỏ vậy các bạn ha, và mình cũng làm giống như cái cách ban đầu các bạn, và bắt đầu mình xoắn nó vô. Sau khi mình xoắn nó thẳng rồi đó các bạn, mình lấy băng keo mình quấn lại. Sau khi làm xong đó các bạn, đó bây giờ các bạn thấy không, nó rất là căng, nó rất là thẳng nè. Rồi, bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ha.